Ngày 28 tháng 8, cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội để điều tra về hành vi chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước. Cơ quan điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can với ông Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn các quyết định và lệnh nêu trên. Hành vi của ông Trung và đồng phạm có liên quan đến vụ án Nhật Cường. Trước đó, Thiếu tướng Tô Ân Sô, Chánh văn phòng, người phát ngôn của Bộ Công an cho biết, theo điều tra ban đầu, ông Nguyễn Đức Trung có liên quan đến 3 vụ án: vụ án buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, rửa tiền, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường, Công ty Nhật Cường, Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội và một số đơn vị liên quan; vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại thành phố Hà Nội; vụ án chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước mà cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án. Ngày 11 tháng 8 năm 2020, Bộ Chính trị đã quyết định đình chỉ sinh hoạt Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và đình chỉ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy đối với ông Nguyễn Đức Trung để xác minh, điều tra làm rõ trách nhiệm liên quan của ông Trung trong một số vụ án theo quy định của pháp luật. Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Trung. Ông Nguyễn Đức Trung sinh năm 1967, trước khi làm Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ông Trung làm Giám đốc Công an thành phố, hàm Thiếu tướng. Trước đó ông là Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội.